Xin chào tất cả các bạn nhé. Ở trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt những bạn nào mà mới dùng điện thoại iPhone, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cài đặt cơ bản trước khi các bạn dùng điện thoại iPhone, sao cho có những cái trải nghiệm thật tốt khi các bạn dùng nhé. Việc đầu tiên mà mình hay cài đặt khi mà mình mới sử dụng điện thoại iPhone đó là mình sẽ đặt tên cho chiếc điện thoại iPhone của mình. Bình thường thì iPhone nó sẽ là mặc định của nó sẽ là iPhone, đấy, tên của nó sẽ là iPhone chẳng hạn, hoặc là iPhone gì đó. Thì để mà đặt tên, các bạn sẽ vào cho mình cài đặt chung này, sau đó cài đặt này, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần cài đặt chung của máy này. Đó, thì trong mục cài đặt chung này sẽ có cái mục là giới thiệu, các bạn sẽ nhấn vào mục giới thiệu. Và ở mục giới thiệu sẽ có cái mục tên ở đầu tiên, các bạn chọn vào. Đấy, thì nếu bạn nào muốn đặt tên như thế nào thì các bạn cũng có thể chọn. Các bạn có thể thay đổi cái tên mặc định của máy ấy, thành cái tên của các bạn. Đây, ví dụ mình chọn là Minh Tân. Đấy, thì khi mà các bạn chọn xong ấy, thì các bạn trở về thôi là tên của các bạn nó đã được thay đổi và hiển thị ở trên máy của các bạn. Đây, như mình đã đổi cái phần tên của mình này, Minh Tân đi rồi. Thì sau tất cả những cái hiển thị, ví dụ như là Bluetooth này hoặc là AirDrop, thì cái tên máy của các bạn ấy nó sẽ là hiển thị là Minh Tân để cho các bạn dễ biết và dễ dàng sử dụng đó. Tiếp theo, cài đặt tiếp theo đó là các bạn bật cái định vị ở trên điện thoại iPhone giúp mình. Thì đầu tiên các bạn quay trở ra cái bước cài đặt ở ngoài màn hình, và các bạn sẽ chọn vào phần là tài khoản Apple nhé, tài khoản ID Apple này, các bạn chọn phần cái biểu tượng. Tiếp theo các bạn di chuyển xuống chọn cho mình cái phần là tìm ở đây. Rồi, và các bạn chọn vào mục tìm iPhone này. Ở trong cái mục tìm iPhone tìm này, các bạn sẽ bật hết ba cái phần này lên nhé. Đấy, ở mục tìm iPhone, mạng tìm và gửi vị trí sau cùng. Đấy, để trường hợp không may điện thoại của các bạn rơi, các bạn vẫn có thể tìm được cái điện thoại của các bạn đang ở vị trí nào. Rồi, cái đặt tiếp theo là các bạn nên tắt cái phần là trung tâm điều khiển này, tắt cái phần hiển thị trung tâm điều khiển khi chưa được mở khóa nhé. Như của mình đây, cái ổ khóa này chưa được mở nhé. Các bạn vẫn có thể vuốt xuống được bình thường. Các bạn thao tác là tắt wifi này, để chế độ máy bay này, đấy, được như bình thường nhé. Thì bây giờ các bạn phải tắt cái phần tắt trung tâm điều khiển khi chưa được mở khóa đi giúp mình như sau nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở khóa này. Đấy. Rồi, các bạn sẽ vào trong mình phần cài đặt này. Quay trở lại một chút nhé. Đó. Ở đây các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới phần Face ID và mật mã ở đây. Ở trong cái mục này ấy, thì các bạn sẽ di chuyển xuống và có cái phần đây này, trung tâm điều khiển. Đấy, ví dụ như của mình vừa rồi là vẫn đang bật nhé, khi mà chưa được mở khóa. Đây này, thì các bạn hãy tắt đi như thế này cho mình. Rồi, khi mà các bạn tắt như thế này thì khi mà màn hình chưa được mở khóa như thế này. Đây, mình thử lại nhé. Đấy, không thể vuốt được nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Không thể vuốt cái phần trung tâm điều khiển xuống được. Rồi, cái cài đặt tiếp theo các bạn cũng nên cài đặt khi các bạn mới dùng. Đó là cái phần là bàn phím nhé. Các bạn vào mục cài đặt này, chọn mục cài đặt chung và di chuyển xuống mục bàn phím này. Thì ở trong cái phần là tất cả bàn phím này, đấy, có phần là template này. Đấy, các bạn hãy tắt hết những cái 5 cái đầu tiên này đi cho mình. Đấy, 5 cái đầu tiên đi. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thì các bạn sẽ tắt đi những cái này để khi mà các bạn soạn văn bản thì cái bàn phím nó sẽ được mượt mà, không bị lag này, hoặc là không hiển thị những cái phần gợi ý này, ví dụ tự động sửa này, tự động viết hoa này, hoặc là văn bản dự đoán. Đó, thì các bạn sẽ bật những cái phần ở dưới này. Đó, thì sẽ giúp cho cái quá trình soạn văn bản của các bạn nó được mượt mà hơn. Tiếp theo, vẫn ở trong mục cài đặt này, các bạn sẽ di chuyển xuống cho mình là cái mục quyền riêng tư và bảo mật. Đấy, ở trong cái phần là dịch vụ định vị này, các bạn chọn phần dịch vụ định vị. Nếu mà bạn nào đang bật cái phần là dịch vụ định vị như thế này nhé, các bạn hãy tắt đi cho mình. Các bạn tắt đi này. Đấy, thì cái đầu tiên khi mà các bạn tắt cái phần dịch vụ định vị này thì cái điện thoại của các bạn nó sẽ không... cái phần GPS ấy nó sẽ không bật thường xuyên, nó sẽ không bật liên tục, là sẽ giúp cho pin của các bạn nó sẽ được tối ưu, tức là tiết kiệm pin ấy. Và thứ hai là các bạn tắt đi như thế này ấy. Đấy, thì tất cả những cái dịch vụ định vị sử dụng như Bluetooth này, vị trí của các cái
ứng dụng ấy thì cũng sẽ không hoạt động nhé. Đấy thì nó sẽ giảm cái hiệu năng của nó, sẽ giúp cho máy của các bạn nó sẽ không hoạt động thường xuyên. Đó, các bạn lưu ý cho những cái cài đặt tiếp theo. Các bạn di chuyển lên cho mình mục cài đặt chung của máy, các bạn sẽ chọn vào đây, ở trong cái phần là làm mới ứng dụng trong nền. Đây, nó cái phần là dưới chữ phần bàn phím này này, các bạn sẽ có chọn vào đấy. Thì nếu mà bạn nào đang để trong cái phần là làm mới ứng dụng trong nền này qua wifi hoặc hoặc là dữ liệu di động này, hoặc là các bạn qua wifi này đấy, như này bình thường ấy, nó sẽ mặc định nó sẽ là wifi và dữ liệu di động, thì các bạn hãy tắt đi cho mình nhé. Đấy, cái tắt phần làm mới ứng dụng trong nền này thì thứ nhất sẽ giúp cho cái điện thoại của các bạn nó sẽ tiết kiệm pin, thứ hai là trong quá trình các bạn sử dụng ứng dụng nó sẽ không bị lỗi. Đấy, thì các bạn cứ hiểu là cái phần làm mới ứng dụng trong nền này thì nó sẽ là những cái cập nhật liên tục từ cái ứng dụng, ví dụ như Facebook ấy, hoặc là Zalo hoặc là YouTube. Đấy, các bạn sử dụng ấy nó sẽ không bị lỗi, nó không bị chậm. Đó, các bạn hãy tắt này, chọn tắt đi cho mình nhé. Rồi, cái tiện ích tiếp theo này mình nghĩ, hoặc là những cái cài đặt tiếp theo này mình nghĩ là cũng khá là hay khi các bạn cài đặt, đó là cái phần nút home này nhé. Đấy, bật cái phần nút home này lên. Đấy, nút home mình đang di chuyển này. Đấy, thì để bật được cái phần nút home này thì các bạn ở trong mục cài đặt nhé, các bạn di chuyển chọn cho mình mục trợ năng này. Rồi, trong mục trợ năng thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là cảm ứng. Đây, ở trong cái mục là cảm ứng này, ở ngay đầu tiên này, đấy, phần nút home nó sẽ ở đây. Như bạn nào đang tắt như thế này nhé, các bạn sẽ bật lên. Đó là cái phần là nút home phụ. Thì ở trong cái phần nút home này, tùy chỉnh menu điều khiển này có rất nhiều những cái tính năng khá là hay nhé. Đấy, ví dụ như là tác vụ tùy chỉnh này, chạm một lần để mở menu này, chạm hai lần để khóa màn hình này, hoặc là đây là các bạn có thể chọn nhé, chạm một lần để ví dụ mình chọn một này mở mở menu này, mình chọn này, có nhiều lắm. Đây này các bạn này, chọn rất nhiều cái tác vụ này, ví dụ như là mở camera này, hoặc là giảm âm lượng này. Đấy, rất nhiều. Chạm hai lần cũng vậy. Đấy, các bạn cũng có thể chọn tất cả những cái tác vụ của cái hệ thống này trên hệ thống đấy, và nhấn giữ này, hoặc là 3D 3D Touch này đấy. Và trong cái mục này các bạn cũng có thể sử dụng được nhiều, cài đặt nhiều những cái tác vụ khác nữa đấy, rất là hay nhé. Tùy chỉnh menu điều khiển này đấy, đây này, cái menu điều khiển là cái này nhá, ví dụ như mình nhấn này đấy, nó sẽ hiển thị ra cái phần này nhé, các bạn có thể cài đặt này đấy. Ví dụ như mặc định của nó là như này đấy, đây là mặc định nhá, đấy mặc định này có 6 biểu tượng, các bạn cũng có thể thêm hoặc là bớt những cái biểu tượng bằng cách các bạn nhấn cộng này, 7 hoặc 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, mặc định tối đa là 8 biểu tượng nhé. Đấy, đấy của mình để lại 6 biểu tượng thôi. Đấy, mình đã quen cái 6 cái biểu tượng này rồi. Đấy. Các bạn có thể bật cái này lên bằng cách bật hoặc tắt như thế này. Và một cái tiện ích, một cái mẹo hay nữa ở trong cái mục camera mà các bạn cũng nên bật. Đây, các bạn sẽ vào quay trở lại phần cài đặt của máy này. Các bạn di chuyển chọn đến mục là camera. Đấy, camera ở đây nhé. Thì ở trong cái phần là lưới này này, bố cục này này. Đấy, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là bật lưới lên. Đấy, cái lưới này để cho các bạn sẽ căn được cái bố cục của nó. Đấy, để cho nó chụp ảnh có một cái bức ảnh chuẩn và cân xứng nhé. Đấy. Và tiếp theo này, ở trong cái phần là đối xứng camera trước này. Đấy, các bạn thấy rằng khi mà các bạn chụp camera trước ấy, nó hay bị lật ngược ảnh ấy. Ví dụ như các bạn tay khi các bạn để là bên trái thì khi chụp nó sẽ là hiển thị ảnh nó ở bên phải, tức là cái lật ngược ảnh nhé. Thì các bạn sẽ bật cái này lên thì nó sẽ không bị lật ngược ảnh nữa. Các bạn trạng thái như thế nào thì nó sẽ hiển thị đúng như vậy nhé. Đây, mình vào cái phần camera, các bạn nhìn thấy cái lưới này, những cái lưới này, đấy, đây này, ô lưới này nhá. Thì để cho các bạn căn cái vị trí, đấy, cái khung khung hình nhá, tỷ lệ khung hình bố cục ở trên cái phần màn hình của các bạn để cho nó cân xứng nhé. Đấy, ví dụ như cái bố cục 1 phần 3 thì các bạn sẽ lấy 1 phần 3 ở phía trên này. Đấy, các bạn sẽ chụp nhé. Đấy, các bạn chụp này. Ok, đã được một bức ảnh rất là cân xứng, cảnh cũng như là người. Đó, thì đó là tất cả những cái cài đặt cơ bản để các bạn dùng điện thoại iPhone khi các bạn mới dùng nhé.
đặc biệt những bạn mới. Các bạn nếu mà đang dùng iPhone, các bạn cũng có thể tham khảo cái tất cả những cái cài đặt cũng như là các cái sắp xếp mà mình vừa nêu trong quá trình sử dụng nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những cái trải nghiệm thật là tốt. Và đó là những cái cài đặt rất là cơ bản khi các bạn dùng điện thoại iPhone, đặc biệt là những bạn mới dùng iPhone. Và hy vọng những cái cài đặt mà mình vừa nêu sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong quá trình các bạn sử dụng. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời, các bạn nào lần đầu tiên cái kênh của mình, nhớ ủng hộ mình một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.